Thưa quý vị, có thể thấy là tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như sinh kế của bà con nhân dân. Và để san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền giúp bà con được hưởng một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, thì ngày 30 tháng 4, nhiều cơ sở hành chính ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội và người nghèo, hộ cận nghèo gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của Hồng Hạnh và Thanh Tùng ngay sau đây. Dù là ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ, thế nhưng văn phòng làm việc của phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn mở cửa để thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân. Đây là số tiền được phường Liễu Giai chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp trong ngân sách phường để kịp thời chi trả, hỗ trợ cho người dân thuộc 4 nhóm đối tượng: gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Vâng, hiện nay thì đối với những 4 nhóm đối tượng trên thì không có gì khó khăn cả, bởi vì đây là những đối tượng chúng tôi đang quản lý và tiến hành chi trả hàng tháng tiền pháp lệnh cũng như tiền bảo trợ xã hội. Hiện nay đối với người có công và những gia đình chính sách thì chúng tôi đang có 222 người được thụ hưởng. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì chúng tôi có 164 người thụ hưởng và đối với hộ cận nghèo chúng tôi có 15 hộ cận nghèo. Tiền hỗ trợ về tay người dân đúng dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 khiến cho ai cũng phấn khởi. Đây là chính sách hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước dành cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tôi nghĩ là quá tốt cho mọi người chứ. Nếu có được mà càng sớm thì càng tốt. Người nghèo khó khăn thì giúp đỡ người ta thôi chứ. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, bước đầu thành phố xác định có khoảng 1.447.000 người sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần nghị quyết 42 của Chính phủ. Dự kiến số tiền hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội cho nhóm đối tượng trên là khoảng 3.500 tỷ đồng. Thì đối với những cái nhóm đối tượng người có công với cả bảo trợ thì có thể thực hiện được. Nhưng còn đối tượng kia thì ban đầu mới chỉ là bước rà soát và xác minh đúng thực tế hay không thôi. Còn đâu để hỗ trợ ngay thì cũng rất là khó khăn cho việc hỗ trợ cái đối với lao động tự do đấy. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, làm sao để gói hỗ trợ của chính phủ phát huy hiệu quả, minh bạch, công khai là yêu cầu đặt lên hàng đầu. Dự kiến những nhóm đối tượng còn lại thuộc diện hỗ trợ sẽ được rà soát, cập nhật, triển khai trong thời gian tới.